Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 2 năm 2017 và tôi là biên tập viên Hồng Anh. Còn tôi là Thanh Huyền và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tối ngày hôm qua 14 tháng 2, một vụ nổ tại một mỏ than tại tỉnh Huy Ninh miền Trung của Trung Quốc đã khiến cho 9 người thiệt mạng. Cảnh báo bệnh ho gà có biến chứng viêm phổi tăng mạnh ở trẻ em do được chẩn đoán nhầm với các bệnh khác tại miền Bắc. Khu nhà vệ sinh được trang bị cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao phục vụ miễn phí cho người dân và du khách ở Đà Nẵng. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, phân tích của giới chuyên gia và đầu tư địa ốc, đâu là những điều kiện để có thể xây được những căn hộ giá rẻ vào khoảng 100 triệu đồng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh phát hiện ra một loại hormone có khả năng chữa chứng rối loạn tâm lý tình dục. Hãng thông tấn Anh Reuters vào tối ngày hôm qua 14 tháng 2 đưa tin 9 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại một mỏ than ở tỉnh Hunan, miền Trung nước này. Vụ nổ xảy ra tại mỏ than Zubao ở thành phố Lian Yuan. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, 29 người đang làm việc dưới mặt đất, trong đó có 16 người đã kịp thời thoát khỏi hầm. 4 người khác đã được giải cứu sau đó. 3 thợ mỏ bị thương đang được điều trị trong bệnh viện. Mỏ than Zubao sản xuất được 90.000 tấn than một năm và thuộc sở hữu của công ty mỏ than Tianfei. Một ngày sau khi 188.000 người được sơ tán khỏi các thị trấn xung quanh đập Oroville ở phía bắc của bang California, Mỹ, các cơ quan chức năng địa phương đã lạc quan hơn về khả năng kiểm soát được nguy cơ lũ. Trước mắt thì họ đang nỗ lực khắc phục sự cố tại đập này trước khi có bão mới tràn về. Lệnh sơ tán được đưa ra vào ngày 12 tháng 2 sau khi một hố sạt lở lớn được phát hiện tại một đập tràn khẩn cấp. Đập tràn này có nhiệm vụ tránh cho hồ Oroville quá tải và gây ra tình trạng lũ lụt đối với các khu dân cư ở khu vực hạ lưu. Ngày 11 tháng 2, mực nước đã dâng cao đến nỗi đập tràn đã được đưa vào sử dụng lần đầu tiên. Các quan chức ban đầu tin rằng biện pháp này có hiệu quả. Tuy nhiên, vào trưa ngày 12 tháng 2, khi mà nước do mưa bão ngày càng dồn vào hồ Oroville thì một lỗ hổng đã được phát hiện ra trên đập tràn khẩn cấp, chính quyền địa phương đã buộc phải ra lệnh sơ tán. Trước tình trạng trên, lực lượng vệ binh quốc gia đã phát đi tín hiệu cho tất cả 23.000 binh sĩ và phi công, yêu cầu họ sẵn sàng lên đường nếu cần thiết. Thông tin mới nhất liên quan đến vụ tấn công hộp đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đúng đêm giao thừa 2017 vừa qua khiến 39 người thiệt mạng. Theo nhà chức trách nước này, vào hôm qua 14 tháng 2 theo giờ địa phương, lực lượng đặc nhiệm đã bắt giữ một công dân Pháp tình nghi tiếp tay cho đối tượng xả súng, thủ phạm chính của vụ việc. Đối tượng bị bắt giữ là một công dân Pháp gốc Thổ Nhĩ Kỳ, 22 tuổi. Theo một nhân viên cảnh sát, người này bị bắt ở thành phố Istanbul và chính thức bị buộc tội tuần trước. Trong khi đó, hãng tin Dogan cho biết đối tượng trên sinh sống ở Pháp từ năm 2009, song không rõ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm nào. Khi bị bắt vào ngày 16 tháng 1, đối tượng này mang theo người hợp đồng thuê căn nhà mà Abdulgadi Masabibov, cái tính nghi là thủ phạm gây ra vụ thảm sát trú ngụ. Nhóm khủng bố tổ chức Hồi giáo IS đã thừa nhận gây ra vụ tấn công, đồng thời tuyên bố đó là hành động trả đũa việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào Syria. Đây là lần đầu tiên tổ chức này thừa nhận thực hiện tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi năm gần 1,1 triệu người tử vong sớm do chất lượng không khí kém tại Ấn Độ, gần như là ngang ngửa với số người tử vong vì ô nhiễm không khí tại Trung Quốc. Đây là kết quả của một báo cáo do hai viện nghiên cứu sức khỏe có trụ sở tại Mỹ cùng thực hiện và được công bố vào ngày hôm qua, ngày 14 tháng 2. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu các tác động đến sức khỏe và Viện Đánh giá và Thống kê Y tế, số người tử vong do ô nhiễm không khí tại Trung Quốc không tăng trong những năm gần đây, trong khi tỷ lệ này lại tăng đột biến ở Ấn Độ, nơi các chỉ số khói mù tại những thành phố lớn thường vượt quá ngưỡng an toàn. Tỷ lệ tử vong sớm tại Ấn Độ do PM2.5, các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc là bằng 2.5 micromet đã dần tăng từ khoảng 737.400 người một năm vào năm 1990 đến 1,09 triệu người vào năm 2015. Báo cáo này cũng cho thấy là trong giai đoạn từ năm 2000
từ năm 1990 đến năm 2015, Ấn Độ ghi nhận tỷ lệ tử vong sớm liên quan đến PM2.5 tăng gần 50%. Những hạt bụi cực nhỏ và nhẹ lơ lửng trong không khí rồi thâm nhập vào phổi dẫn đến các tỷ lệ mắc các bệnh ung thư phổi, viêm phế quản mãn tính và bệnh tim cao hơn. Theo báo cáo trên, thì hai nước châu Á này chiếm hơn 50% tổng số người tử vong trên toàn cầu do tiếp xúc với PM2.5. Một đám cháy lớn đã xảy ra vào khoảng 20 giờ đêm ngày 14 tháng 2 tại kho thiết bị bảo hộ lao động nằm trong Tổng cục Hậu cần ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hàng chục xe cứu hỏa cùng với nhiều xe cứu thương đã được huy động đến hiện trường để nỗ lực dập tắt đám cháy. Khu vực cháy thuộc dãy nhà kho được Tổng cục Hậu cần cho thuê. Toàn bộ kho hàng được chia làm 3 gian với diện tích hơn 1.000 m². Khu vực cháy xảy ra ở gian giữa với diện tích khoảng hơn 300 m². Theo ghi nhận, kho này là chứa thiết bị bảo hộ lao động. Rất may trong lúc xảy ra cháy, không có người ở trong kho. Anh khẳng định là kho bên anh thì chắc chắn là không có cái gì gây ra lửa cả. Bởi vì là ổ điện của anh nó ngay sau cái cửa này mà về thì người ta đóng rồi. Và phát hiện cháy lúc 8 giờ kém 10, tức là 19 giờ 50. Bây giờ tạm thời thì đang phòng cháy chữa cháy đang cứu thì trước mắt là không có thiệt hại về người, nhưng về tài sản thì các đang được nhiều. Do nằm ở sâu trong ngõ 199 nên lực lượng cứu hỏa đã phải đẩy nước từ bên ngoài đường Minh Khai vào bên trong khu vực cháy. Cùng với lực lượng chữa cháy của phường Minh Khai và quận Hai Bà Trưng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của công an thành phố Hà Nội đã điều 10 xe cứu hỏa thuộc phòng số 1, số 2, số 7 và số 8 cùng với hàng chục các chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải tiếp cận bằng hai hướng, một hướng trực diện trong ngõ 199 Minh Khai, một hướng từ ngõ 195 phía tiếp giáp với nhà dân. Khuôn viên cũng không gian cũng rất là chật hẹp. Cái thứ hai là cái vật chất thì là những cái thứ mà rất là dễ cháy, bằng nhựa cũng như bằng cao su. Cái thứ ba nữa là trong cái quá trình đó thì cái việc là sắp xếp của các cái loại tư này là ở trên những cái khung sắt chúng tôi bơm nước vào thì là cái nước nó không đọng lại được ở trên những cái loại hàng hóa dễ cháy đó mà nó tuột luôn xuống dưới sàn. Do vậy là cái khống chế đám cháy được ngay thì nó cũng rất là khó khăn. Đến 22 giờ, lực lượng chữa cháy gồm hàng chục các cảnh sát chữa cháy đã tiếp cận và phá được các tấm tôn bao quanh kho chứa. Đám cháy đã cơ bản được dập tắt hoàn toàn, khu vực xảy ra cháy đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do chập điện. Tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh ho gà tại miền Bắc. Những ngày gần đây, số trẻ mắc ho gà với biến chứng nặng chủ yếu là viêm phổi vẫn tiếp tục gia tăng mạnh. Đáng chú ý là rất nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng do trước đó bị chẩn đoán nhầm với các bệnh khác. Ho, sốt lâu ngày, đã điều trị tại bệnh viện huyện nhưng cháu bé này vẫn chưa đỡ. Chỉ đến khi khó thở, tím tái, được khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương, gia đình mới biết cháu bị ho gà. Cháu giờ đã ít ho hơn nhưng mà cháu lại bị viêm phổi. Thế là bây giờ bác sĩ bảo là chữa ho gà xong sau đấy chữa viêm phổi xong. Còn em bé mới 2 tháng tuổi này cũng đã điều trị tại nhà cả tuần sau khi được chẩn đoán là bị viêm phế quản. Phòng khám ở làng thì người ta bảo là cháu bị viêm phế quản để cho cháu ra viện nhi. Thì là được 5 hôm thì cháu thấy ho nhiều hơn ho thì bác sĩ mới cho đi xét nghiệm dịch đờm mũi họng. Thì cái bà là dương tính với ho gà. Gần một tháng nay, khoa chuyển nhiễm Bệnh viện Nhi liên tiếp nhận các trường hợp biến chứng nặng do ho gà. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do gia đình phát hiện muộn. Cơn ho gà điển hình thì có thể phát hiện ra. Bố mẹ cũng thể nếu chứng kiến thì thấy. Nhưng còn với trẻ bé thì cũng rất khó. Đặc biệt là trẻ nó chỉ có thể nó chỉ ho húng hắng hoặc là những cơn ho rất là ngắn. Theo các bác sĩ, ho gà cũng như các loại bệnh liên quan đến tiêm chủng, sau chu kỳ 3 đến 5 năm thường có dịch lẻ tẻ xảy ra và hiện đang là chu kỳ quay trở lại của dịch ho gà. Cũng như tất cả những cái bệnh mà có liên quan đến tiêm chủng thì thường khoảng 3 đến 5 năm thì có những cái vụ dịch lẻ tẻ xảy ra. Tiêm chủng ho gà thì thường là phải tiêm 3 mũi và sau đó phải nhắc lại. Tuy nhiên kể cả tiêm đủ 3 mũi thì cái đảm bảo của
phòng bệnh cũng chỉ được khoảng 80 đến 90% thôi. Và một cái nữa là ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ thì cái ho gà mà cái kháng thể từ mẹ truyền sang rất là yếu. Vì vậy mà khi trẻ tiếp xúc với cái mầm bệnh là ho gà thì rất dễ bị mắc ho gà. Liên quan đến vấn đề này, Cục Y tế Dự phòng cũng cho biết hiện đang là thời điểm vào mùa của bệnh ho gà. Vì thế để phòng bệnh, cần cho trẻ tiêm chủng đầy đủ, tiêm 3 mũi lúc 2, 3 và 4 tháng tuổi và tiêm mũi nhắc lại sau 1 năm. Hiện nay có nhiều trường hợp tự tử bằng thuốc diệt cỏ Paraquat. Trong khi dùng thuốc này để tự tử thì lại không chết ngay mà vẫn tỉnh táo khỏe mạnh, thậm chí là vẫn còn sống tới 3 tháng sau. Tuy nhiên lúc này thì phổi hay là các cơ quan hô hấp khác đã bị phá hủy. Bác sĩ dù có thần tài đến đâu cũng không thể cứu vãn được. Gánh nặng tự tử bằng Paraquat vẫn hiện hữu. Khi theo Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 trường hợp tử vong vì ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat. Như là những ngày này thì ngày nào tại đây cũng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu do loại thuốc này. Nhập viện được 2 ngày, gia đình cho biết vì bế tắc trong học tập mà em nghĩ quẩn uống thuốc diệt cỏ ngay trong đêm. Khi được phát hiện đã tới ngay bệnh viện, nhưng diễn biến về sau vẫn rất khó lường trước. Dài cháu nằm phòng của cháu, thế tôi phát hiện như thế là tôi cho cháu đi bệnh viện ngay. Thế quần hồ sơ trên trường là cháu bảo lưu hết, gọi là quần nước quần tát thôi. Tôi cũng không biết được con tôi sống như thế nào nữa, mà lại mãi có cứu được không. Gia đình nhà tôi quá khổ. Tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 2 đến 3 bệnh nhân vào điều trị. Hầu hết các bệnh nhân ngộ độc Paraquat thường là do tự tử. Đáng chú ý, ngộ độc Paraquat luôn làm khó các bác sĩ. Nhiều bệnh nhân ngộ độc nguy kịch thì sẽ tử vong trong vòng 3 ngày đầu. Đa phần trong vòng 5-7 ngày đến 3 tháng sẽ bị sơ phổi và tử vong. Nhưng một số ít thì sẽ hồi phục. Nhưng mà tỷ lệ tử vong rất là lớn, 70%. Đa phần thì còn 30% thôi. Thì có cơ hội hồi phục, nhưng mà nó như thế là rất là thấp trong điều kiện chúng ta đã cố gắng hết sức. Phần lớn bệnh nhân sẽ tử vong trong khoảng thời gian từ 5-7 ngày đến 3 tháng và không có cách nào chúng ta dừng cái bệnh lại được. Và bởi vì là phổi nó cứ tổn thương nặng liên tục, nặng dần lên. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Paraquat ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, các chất này vẫn được sử dụng nốt 2 năm nữa. Đã gần 2 tháng, tử vong sau gây mê tại Bệnh viện Chí Đức Hà Nội. Tuy nhiên, câu trả lời chính xác về nguyên nhân cái chết của 2 nạn nhân này vẫn chưa được công bố. Gia đình nạn nhân tử vong đã gửi đơn kêu cứu tới Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong đơn kêu cứu gửi tới Bộ trưởng Bộ Y tế, hai gia đình nạn nhân cho biết đã nhiều lần đề nghị làm việc với Bệnh viện Chí Đức. Nhưng phía bệnh viện vẫn chưa có ý kiến vì cho rằng chưa có kết quả giám định pháp y. Còn Bệnh viện Đa khoa Chí Đức cho biết đến thời điểm này, bệnh viện chưa nhận được kết luận gì từ cơ quan điều tra, phía Bộ Y tế hay Sở Y tế. Vì thế bệnh viện cũng không có cơ sở nào để làm việc, trả lời những câu hỏi mà người nhà bệnh nhân mong muốn. Đại diện Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp quản. Trước đó vào sáng ngày 25 tháng 12 năm 2016, tại Bệnh viện Chí Đức, hai bệnh nhân được gây mê để thực hiện phẫu thuật. Sau gây mê, cả hai đều có biểu hiện sốc phản vệ, được cấp cứu tại chỗ, rồi chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai, nhưng cả hai đã không qua khỏi. Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ khám và tư vấn miễn phí cho trẻ điếc bẩm sinh vào thứ năm hàng tuần tại phòng khám tai mũi họng của bệnh viện này. Sau đó thì bệnh viện sẽ xét duyệt và lựa chọn ra 3 trường hợp được cấy ốc tai điện tử miễn phí. Theo đó, việc khám và tư vấn miễn phí sẽ được triển khai trong giờ hành chính mỗi thứ năm hàng tuần tại phòng khám tai mũi họng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Chương trình bắt đầu nhận hồ sơ từ nay tới ngày 30 tháng 3 năm 2017. Người dân có thể đăng ký khám qua số điện thoại 046 293 4614 hoặc 043 793 8692 hoặc 098 111 2990. Theo số liệu của Tổng cục Dân số Việt Nam, trong năm 2013, nước ta đã có 5.000 trong số 1,2 triệu trẻ em khiếm thính, trong số đó có 3.500 trẻ khiếm thính có chỉ định cấy ốc tai điện tử. Nhờ phong trào nói không với khói thuốc lá được triển khai một cách sâu rộng, nhiều tầng lớp nhân dân tham gia
mà thành phố Hội An đang dần xây dựng một hình ảnh thành phố không khói thuốc. Và đây chính là một trong những điều góp phần lớn mang lại sự trong lành, cổ kính và đáng yêu của thành phố bé nhỏ này. Tại hầu hết các điểm tham quan nằm trong khu vực phố cổ, từ các nhà hàng, quán ăn đều treo bảng cấm hút thuốc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để nhắc nhở người dân và du khách. Đặc biệt nếu phát hiện có người hút thuốc ở nơi công cộng hoặc các điểm tham quan, bất kỳ người dân nào cũng đều có thể nhắc nhở hoặc báo cho lực lượng chức năng đến giải quyết. Được biết phong trào nói không với khói thuốc lá được thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam triển khai từ năm 2011. Sau khi phát động chương trình xây dựng Hội An không khói thuốc lá, đến nay phong trào này đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân và cả du khách. Trước những chuyển biến tích cực này, thành phố Hội An cũng đang vận động người dân hạn chế, tiến tới không sử dụng thuốc lá trong cả các hoạt động như cưới hỏi, tang ma, hoạt động văn hóa, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. Những tuyến phố đông y nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã là điểm đến thu hút của du khách trong và ngoài nước. Thế nhưng nó vẫn chưa phát triển thành điểm du lịch. Bên cạnh đó thì còn nhận thấy tình hình đó, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng với các sở ngành liên quan đã bàn giải pháp phát triển phố đông y gắn với du lịch trên địa bàn quận 5. Phố chuyên kinh doanh đông y trên địa bàn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành khá lâu đời với hai loại hình kinh doanh bao gồm phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền và bán buôn bán lẻ dược liệu đông dược. Mặc dù nhiều năm qua du khách đến nhiều nhưng việc tiêu thụ hàng hóa chưa mạnh, chưa kể đây cũng là khu tồn đọng nhiều vấn đề trong công tác quản lý như là chất lượng, nguồn gốc sản phẩm chưa thể kiểm soát. Được biết là trong năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh đang đặt mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế. Vì vậy, việc đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch mới như là du lịch phố Đông Y, quận 5 là yêu cầu thiết yếu. Theo đó, bắt đầu từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 2 tới đây, Ủy ban nhân dân quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức tuần lễ Đông Y lần thứ 3 năm 2017 tại khu vực phố Đông Y, phường 5, phường 10, quận 5 thuộc các tuyến đường Lương Nhữ Học, Hải Thượng Lãn Ông, Triệu Quang Phục với nhiều hoạt động đa dạng diễn ra. Các sản phẩm cá ngừ bị áp thuế cao khiến lượng cá ngừ của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản liên tục giảm. Việt Nam đang cân nhắc đến việc đàm phán lại với Nhật Bản về mức thuế mà nước này đang áp dụng. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam kiến nghị các đơn vị chức năng có chính sách hỗ trợ kịp thời giải quyết khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Mức thuế đề nghị là 0%, giống như mức mà nước này đang áp dụng với Thái Lan và Philippines. Nhật Bản hiện là một trong 8 thị trường xuất khẩu cá ngừ lớn của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sang nước này đã tăng từ 12,6 triệu đô la Mỹ năm 2006 lên 54 triệu đô la Mỹ năm 2012. Tuy nhiên từ năm 2013 trở lại đây liên tục giảm do sản phẩm cá ngừ Việt Nam bị áp mức thuế cao hơn nhiều so với các nước xuất khẩu cạnh tranh trong khu vực như Thái Lan hay Philippines. Trước những băn khoăn và lo lắng của người dân về việc hạ mặt đê sông Hồng xuống cao trình 12,4 m có thể sẽ ảnh hưởng đến mùa mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị Hà Nội cân nhắc cao trình hạ, đảm bảo không thấp hơn mực nước lũ thiết kế là 13,5 m. Theo các nhà khoa học, nếu hạ cao trình 12,4 m thì Hà Nội sẽ làm được 4 làn xe, 2 cơ giới và 2 thô sơ. Nhưng Bộ Nông nghiệp tính toán đến nguy cơ khi mùa mưa lũ, nếu hạ thấp hơn cao trình mực nước thì sẽ gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng. Xét về kỹ thuật, hầu hết ủng hộ đề xuất của Hà Nội, cụ thể là điều chỉnh kết cấu đoạn đê hữu sông Hồng từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương, chiều dài khoảng 1.100 m. Trong đó thay thế một phần kết cấu đê đất bằng kết cấu tường chắn bê tông cốt thép dạng chữ L, đảm bảo an toàn chống lũ, kết hợp giao thông, cải tạo cảnh quan đô thị. Với bức tường bê tông này, chiều ngang mỏng đi còn chiều cao thì vẫn giữ như là hiện tại là 15,4 m. Khi có bức tường này rồi thì mới hạ độ cao xuống dương 12,5 m để làm nền đường. Trong đợt một gia quân xử lý các trường hợp tiểu tiện, vứt rác sai nơi công cộng, lực lượng quản lý trật tự đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý được hàng chục trường hợp vi phạm mỗi ngày. Tùy theo mức độ có thể từ viết cam kết không tái phạm đến phải nộp phạt số tiền vài triệu đồng. Hiện lực lượng của quản lý trật tự đô thị quận 1 chia 8 tổ với quân số mỗi tổ từ 6 đến 7 người. Khi phát hiện người tiểu bệnh vứt rác, các tổ viên sẽ dùng điện thoại thông minh ghi hình để làm căn cứ xử lý. Từ ngày đầu tháng 2, mức phạt cho hành vi tiểu tiện nơi công cộng là từ 1 đến 3 triệu đồng. Một số trường hợp phạm lỗi lần đầu được trật tự đô thị nhắc nhở, bắt ký cam kết không tái phạm
và khắc phục hậu quả bằng việc đi xin nước, rửa sạch nơi mình vừa tiểu tiện. Sau khi đã hoàn thành những bước này, người vi phạm sẽ được trả giấy tờ tùy thân. Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng này đã lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm mỗi ngày với mức phạt tăng hơn chục lần so với quy định cũ. Những trường hợp tiểu tiện sai nơi công cộng dùng nhiều lý do để biện hộ khi mà cho rằng số nhà vệ sinh hiện nay quá ít, không đủ để đáp ứng nhu cầu. Một nguyên nhân khác cũng rất quan trọng là các nhà vệ sinh bẩn, không được vệ sinh thường xuyên nên là bốc mùi, rất khó chịu đối với những người mà muốn sử dụng. Quan điểm cá nhân của tôi thì cho rằng đây chính là sự ngụy biện cho hành vi thiếu ý thức của mình. Tuy nhiên, phía chính quyền thì cũng nên tìm ra những giải pháp phù hợp và lâu dài hơn để giải quyết câu chuyện này. Những nhà vệ sinh với tiêu chuẩn 5 sao hay là các cơ sở cửa hàng phục vụ miễn phí du khách đang áp dụng thành công ở Đà Nẵng là một ví dụ. Nhà vệ sinh công cộng phía đầu cầu sông Hàn, đường Lê Duẩn được người dân và du khách đánh giá cao về chất lượng. Đây là một trong những nhà vệ sinh công cộng phục vụ miễn phí được bố trí tại các điểm tham quan du lịch và tập trung đông người tại thành phố Đà Nẵng. Tôi thì tôi đi bấm số hàng ngày, nhưng mà đi quanh thành phố thì tôi thấy ngay chỗ cái nhà vệ sinh công cộng ở chỗ cầu Sông Hàn là rất tốt, rất sạch sẽ, mà nên tôi tìm sáng sớm là tôi thường tìm xuống đây đi miết nữa đó. Vào là thay dép, đổi dép. Mình bỏ dép của mình ra là mang dép của vệ sinh ra là rửa nước sạch sẽ. Còn về là kinh phí thì còn được miễn phí. Không chỉ bố trí nhà vệ sinh công cộng, thành phố Đà Nẵng còn vận động các nhà hàng, khách sạn, điểm mua sắm trên các tuyến phố chính mở cửa nhà vệ sinh phục vụ miễn phí cho người dân và du khách khi có nhu cầu. Những cơ sở tham gia đều được gắn nhãn, thoải mái như ở nhà để người dân và du khách dễ nhận biết. Nhà vệ sinh của nhà hàng chúng tôi thường xuyên mở cửa để phục vụ cho không những khách du lịch, khách đến ăn uống tại nhà hàng mà những người dân có nhu cầu đi nhà vệ sinh phục vụ miễn phí, và nhà hàng chúng tôi luôn luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Dù vậy thì vẫn có đâu đó những hình ảnh thiếu ý thức ở thành phố này. Trong thời gian sắp tới, ngoài công tác xử lý, tuyên truyền thì Đà Nẵng cũng sẽ hướng đến những giải pháp lâu dài, giải quyết nhu cầu của người dân cũng như du khách. Mở đầu chuyên mục điểm báo ngày hôm nay là một bài viết đăng tải ở trên trang 3 của báo Tuổi Trẻ với nhan đề Dự thảo độc quyền nhà nước trong 20 lĩnh vực cản trở tư nhân phát triển. Có tới 20 danh mục ngành nghề được Bộ Công Thương đưa vào dự thảo nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn, thực hiện độc quyền nhà nước. Điều này đang đặt ra nhiều dấu hỏi liệu có đi ngược lại tinh thần thúc đẩy quyền tự do kinh doanh và cản trở tư nhân phát triển. Căn cứ đưa ra dự thảo nghị định này là trên cơ sở của luật thương mại. Sau khi trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Đỗ Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã chỉ rõ bất cập. Cụ thể, luật thương mại năm 2005 có quy định, nhà nước thực hiện độc quyền nhà nước có thời hạn. Tuy nhiên, nghị định này không xác định thời hạn độc quyền với 20 danh mục ngành nghề, tức là chưa phù hợp với luật thương mại. Tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, nếu dựa trên căn cứ pháp lý, việc xây dựng dự thảo nghị định độc quyền nhà nước mà Bộ Công Thương đưa ra đã đi ngược lại Hiến pháp năm 2013 và Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2014. Theo tiến sĩ Lịch, thì Hiến pháp năm 2013 quy định người dân có quyền tự do kinh doanh trong những lĩnh vực không cấm. Và về nguyên tắc thì chỉ có quy định của luật mới đặt ra quy định cấm, chứ không phải là các văn bản dưới luật như nghị định đang được Bộ Công Thương đưa ra chỉnh lấy ý kiến. Cùng phản ánh về vấn đề này, trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra sáng ngày hôm nay có bài viết "Ưu ái độc quyền là bơi ngược dòng". Thời điểm này, nhà nước cần dứt khoát trả lại quyền kinh doanh cho thị trường, thực hiện triệt để nghiêm túc luật cạnh tranh về chống độc quyền. Dự thảo nghị định hàng hóa, dịch vụ và địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại vừa được Bộ Công Thương trình Chính phủ. Dự thảo cũng đã đưa ra danh mục 20 loại hàng hóa, dịch vụ mà nhà nước sẽ thực hiện độc quyền thương mại. Trao đổi với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Phạm Sĩ Thành, giám đốc chương trình nghiên cứu kinh tế Trung Quốc thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách nói, việc Bộ Công Thương đưa ra dự thảo về nghị định độc quyền thương mại nhà nước, gọi tắt là độc quyền nhà nước, về cơ bản là tiếp tục những gì mà cơ quan này đã thực hiện bắt đầu từ năm 2005.
Và tiến sĩ này thì cũng đưa ra một nhận định là việc thúc đẩy cạnh tranh chống độc quyền cũng phù hợp với FTA mà Việt Nam đã ký kết. Các FTA quan trọng này thì đều yêu cầu sự minh bạch của các doanh nghiệp nhà nước mở rộng lĩnh vực đầu tư, trao cho nhà đầu tư những quyền khởi kiện nước sở tại trong các trường hợp cụ thể và có chế tài xử phạt cụ thể, tức là tiền và bỏ tù rất nặng. Căn cứ vào thực tiễn tại Việt Nam, điều cần làm là thúc đẩy thực thi luật cạnh tranh chứ không phải là bơi ngược dòng. Liên quan tới vấn đề này thì báo Thanh Niên ngày hôm nay có đăng tải bài viết Những vùng cấm vô lý. Tiến sĩ Võ Chí Hảo nhận xét, người xây dựng dự thảo này có sự nhầm lẫn lớn giữa những việc nhà nước bắt buộc phải làm với cấm kinh doanh thương mại. Thế nên quy định nhà nước độc quyền đồng nghĩa cấm tư nhân tham gia. Tiến sĩ Võ Chí Hảo không hiểu sao Bộ Công Thương lại có dự thảo này mà trong đó thể hiện sự nhầm lẫn về hiểu biết trong quản lý rất kỳ lạ. Chẳng hạn như hoạt động dự trữ quốc gia, in đúc tiền là việc nhà nước phải làm, chẳng liên quan đến thương mại, đưa vào danh mục này để làm gì. Hay liên quan đến vật liệu cháy nổ, cơ bản là cấm kinh doanh từ lâu, vậy đưa vào quy định độc quyền của nhà nước cũng không cần thiết. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Chí Hảo dẫn chứng và nhấn mạnh, bản thân nhà nước trong quá trình phát triển, từ thời bao cấp đến đổi mới là tiến trình nhằm nỗ lực giảm độc quyền càng nhiều càng tốt. Nên nội dung trong dự thảo này là cách làm đi ngược trở về thời bao cấp, đi ngược khuynh hướng hội nhập của xã hội. Chuyển sang một vấn đề khác mà các báo cũng rất quan tâm, đó là vấn đề lễ hội. Báo Nông Thôn ngày nay có bài viết phản ánh lễ hội còn hiện tượng phản cảm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngại lên tiếng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc Bộ không lên tiếng, không phản hồi trước những hiện tượng phản cảm, bất cập trong tổ chức lễ hội khiến cho người dân bức xúc. Nếu Bộ trưởng ngại thì báo cáo để Thủ tướng lên tiếng chỉ đạo. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhắc lại yêu cầu của Thủ tướng về việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về quản lý lễ hội trước những hiện tượng rất phản cảm, thương mại hóa thì cơ quan quản lý nhà nước phải có chính kiến, ý kiến chính thức, nêu rõ là như vậy đúng hay là sai, được hay là không được. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã cho biết ngay trong năm 2016 thì đã chuẩn bị trước cho công tác quản lý lễ hội năm 2017 và nhìn chung công tác quản lý lễ hội đã tốt hơn, nhiều nét phản cảm tại các lễ hội thì đã giảm đi. Về những hiện tượng lễ hội phản cảm, ngày hôm nay Báo Lao Động có bài viết cơ quan quản lý phải có chính kiến. Đó là ý kiến kết luận của Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ khi nói về tình hình thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về quản lý lễ hội trước những hiện tượng phản cảm, thương mại hóa. Tại buổi kiểm tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao diễn ra vào ngày 14 tháng 12. Cùng với việc hoàn thiện thể chế quản lý lễ hội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng giải pháp quan trọng, căn bản, lâu dài đó chính là tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân, người tổ chức và tham gia lễ hội. Bộ trưởng cũng cam kết những vấn đề tồn tại của năm trước phải được khắc phục một phần, chưa chấm dứt được hẳn thì cũng phải giảm bớt, năm sau cần phải tốt hơn so với năm trước. Cũng quan tâm đến vấn đề này, trên báo Thanh Niên có bài viết phải lên tiếng trước các lễ hội biến tướng. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, Thủ tướng không hài lòng khi trước một lễ hội phản cảm, các cơ quan quản lý địa phương lên tiếng, còn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì lại im lặng, không thể hiện chính kiến của mình. Câu chuyện các lễ hội biến tướng phản cảm trong khoảng thời gian đầu năm là nội dung được quan tâm nhiều nhất tại buổi làm việc giữa tổ công tác của Thủ tướng với lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vào ngày 14 tháng 2 vừa qua. Tại Hà Nội, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý, việc Thủ tướng đặt vấn đề Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải lên tiếng trước một số lễ hội có biến tướng, trục lợi phản cảm là phải lên tiếng dưới góc độ của cơ quan quản lý nhà nước. Và cũng chia sẻ về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho hay, nhờ lường trước được những vấn đề về mùa lễ hội, nên ngay từ khi kết thúc mùa lễ hội năm ngoái, tức là năm 2016, thì Bộ đã chủ động làm việc với các tỉnh có lễ hội lớn. Lễ hội đã từng xảy ra những hiện tượng như là bạo lực hoặc là trục lợi, phản cảm để cùng với các tỉnh lên phương án cho lễ hội và tổ chức vận động nhân dân. Nhờ vậy mà số lượng lễ hội phản cảm, bạo lực thì đã ít đi. Và tiếp theo câu chuyện ngày buổi sáng ngày hôm nay sẽ là phân tích của giới chuyên gia và đầu tư địa ốc về vấn đề đâu là những điều kiện để có thể xây được những căn hộ giá rẻ vào khoảng 100 triệu đồng ở tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Anh phát hiện ra một loại hormone có khả năng chữa chứng rối loạn tâm lý tình dục. Hơn 1.200 thầy tế tại bang Haryana của Ấn Độ tuyên bố sẽ chỉ tổ chức đám cưới nếu nhà cô dâu chú rể chứng nhận được việc họ có nhà vệ sinh tiêu chuẩn. Thưa quý vị, an cư luôn là vấn đề mà bất kỳ một người dân nào cũng quan tâm. Dân gian có câu rằng an cư thì mới lạc nghiệp, nghĩa là khi ổn định về nơi ở thì mới chuyên tâm để làm việc. Thế nhưng việc này thì không phải là dễ, đặc biệt là với những người lao động có thu nhập thấp. Cách đây hơn 5 năm thì tỉnh Bình Dương đã quyết tâm xây dựng mô hình nhà ở cho người có thu nhập thấp, diện tích từ 30m² với giá dao động chỉ từ 100 triệu đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho số đông công nhân ở tại địa phương này. Đây được xem là một bước đi mạnh mẽ của Bình Dương được đông đảo người lao động hưởng ứng. Gọn gàng, tiện nghi, căn hộ này được gia đình chị Vũ Thị Phố dọn về ở cách đây 4 năm. Một phòng ngủ, một phòng khách, bếp ăn, phòng vệ sinh được thiết kế trong diện tích 30m². Thế nhưng, để sở hữu căn hộ này, gia đình chị chỉ bỏ ra số tiền hơn 100 triệu đồng. Thì vợ chồng tôi là đi làm công nhân. Thì bây giờ giá cả ở đây thì nó cũng rẻ vừa phải, bây giờ bỏ tiền ra mua một mảnh đất to thì mình chưa có tiền. Thế là bây giờ mình chỉ có hơn 100 triệu thôi, thì thấy giá cả hợp lý thì là quyết định là mua để mình ở thay cho nhà trọ. Chị về trên này thì chị ở thì chị thấy thoải mái, sạch sẽ, thoáng mát, mà nói chung là dân quân rồi là dân phòng và nhà xe các thứ ở đây là chung là ai người ta cũng thoải mái, dễ chịu, sạch sẽ, dọn dẹp vệ sinh, không có cái gì để mà chê trách được khu chung cư này cả. Đa phần, chủ nhân các căn hộ trong khu nhà ở xã hội Hòa Lợi đều là công nhân. Cuộc sống của họ ở đây khá đầy đủ, tiện ích, sinh hoạt như TV, Internet, tủ lạnh, máy giặt, hệ thống nước máy. Đến thời điểm này, họ cũng không tin mua nhà dễ như vậy. Nhưng mà em thì rất là vui, tại vì thật sự mua một căn nhà ở đất này thì cũng hơi khó. Mình muốn làm chủ căn nhà thì nếu mà BKMS mà không có tạo điều kiện cho mình mua được căn nhà trả góp như thế này thì chắc hẳn tụi em không có nhà ở và cũng sẽ ở trọ. Mỗi căn có diện tích từ 30m², bao gồm 10m² gác và 20m² sàn. Do là nhà ở xã hội nên chủ đầu tư tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo sự tiện lợi. Các tầng càng thấp thì giá cao hơn. Đây là mô hình được đánh giá cao về mặt xã hội vì đã giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân. Cái phân khúc nhà ở vừa túi tiền, trong đó bao gồm cả nhà xã hội và nhà ở thương mại và nhà ở xã hội cho thuê. Đây là một cái hướng phát triển mà chúng tôi cho rằng nó sẽ là một trong những cái phân khúc chủ đạo của thị trường bất động sản trong năm 2017 cũng như những năm tiếp theo, bởi vì cái nhu cầu rất là lớn. Dưới mỗi tầng trệt của từng khu là dãy căn hộ kinh doanh đủ các mặt hàng, quán ăn, cà phê, sửa xe, phục vụ các hộ dân. Sự thoải mái, tiện lợi, giá cả hợp lý đã tạo động lực cho người lao động an tâm sản xuất. Căn nhà không rộng, chỉ vỏn vẹn 30m², nhưng với mức giá chỉ 100 triệu đồng thì quả thật là một sự lựa chọn hợp lý cho những người có thu nhập thấp, đặc biệt là công nhân. Đã từ lâu thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có đề xuất xây dựng nhà ở xã hội để giải quyết vấn đề nhà ở cho 13 triệu dân thành phố hiện đang hết sức cấp bách. Thế nhưng dù đã đề xuất rất lâu, nhiều giải pháp đưa ra nhưng đến nay thì vẫn chưa thể triển khai. Ngày 5 tháng 2 vừa qua, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã trực tiếp xuống Bình Dương tham quan mô hình này và đưa ra ý kiến Thành phố Hồ Chí Minh muốn học tập mô hình nhà ở xã hội của Bình Dương. Người dân thành phố thì rất vui mừng trước thông tin này và sự quyết liệt của thành phố trước vấn đề chăm lo nhà ở cho người có thu nhập thấp. Thế nhưng cũng có nhiều ý kiến lo ngại cho rằng là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khó có thể làm được mô hình nhà ở 100 triệu đồng vì giá đất thì rất cao, chi phí xây dựng lớn. Vậy Thành phố Hồ Chí Minh liệu có thể xây dựng mô hình nhà ở xã hội 100 triệu đồng hay không? Trong chương trình câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Địa ốc Đất Lành, người đã có nhiều năm tâm huyết với mô hình nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin chào ông, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho khán giả của đài truyền VTC. Vâng, thưa ông, thì ngày 5 tháng 2 vừa qua thì Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có một cái chuyến thăm tại khu nhà ở xã hội tại Bình Dương và với mong muốn là có một cái mô hình tương tự tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì là người có nhiều năm về tâm huyết và nghiên cứu về vấn đề nhà ở xã hội, thì ông đánh giá như thế nào về việc này ạ? Cách đây 5 năm khi Bình Dương khởi công 5.000 căn hộ
30 mét với giá bán từ 100 đến 200 triệu đồng, thì tôi cũng đã kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh nên theo mô hình Bình Dương, nên học tập Bình Dương, bởi vì Bình Dương đi sau mà về trước. Rồi đến giữa tháng 8 năm 2016, ông Đinh La Thăng khi đi khảo sát đời sống, cuộc sống của những người lao động tại khu công nghiệp quận 7, thì ông Đinh La Thăng mới đặt một câu hỏi, hay nói là đặt một cái đề bài là thành phố Hồ Chí Minh có làm được căn hộ vài trăm triệu đồng cho người lao động nghèo hay không. Thì đáng lý khi có một cái lệnh đặt hàng như vậy thì ngành xây dựng của thành phố Hồ Chí Minh, ngành bất động sản của Hồ Chí Minh phải nên lên Bình Dương trước xem xét, giống như một cái chuyện mà đi tiền trạm để nghiên cứu và trình thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố về cái chuyện Bình Dương làm như vậy. Ngày mùng 9 chủ nhật, ông Đinh La Thăng lại xuất hành thân chinh đi Bình Dương, thì tôi cho rằng đây là một cái sự hết sức là nóng lòng, nóng ruột vì sự chậm trễ, nếu không nói trì trệ của ngành xây dựng thành phố Hồ Chí Minh với cái chuyện làm sao làm nhà 200 triệu cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, theo tôi được biết thì vào năm 2009 thì như ông đã nói là ông có đề xuất về mô hình nhà ở xã hội thành phố Hồ Chí Minh, thì với cái đề xuất của ông lúc đó thì được đến bây giờ được thành phố Hồ Chí Minh xem xét như thế nào ạ? Thật ra thì tôi đề xuất có từ năm 2007, nhưng mà đúc kết được ra một cái văn bản, ra một cái bản đối chiếu về cái chuyện phương thức định hướng nhà nước làm và phương thức định hướng tôi kiến nghị, thì năm 2009 tôi mới tạo ra được bản so sánh như vậy. Và đúng như cái lời mà gọi là dự đoán đó thôi, thì cho tới năm nay là gần như 10 năm rồi, thì cái chương trình nhà ở xã hội cũng rất là chậm chạp, số lượng cũng không đáng bao nhiêu. Và chương trình nhà ở cho người nghèo một vài 300 triệu đồng là không có. Cho nên tôi thấy rằng cái kiến nghị của mình đã bỏ qua 8 năm, bỏ qua 10 năm thì tôi rất là đau xót. Vậy thì theo ông thì nguyên nhân vì sao mà đến nay thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa triển khai được cái mô hình nhà ở xã hội ạ? Nguyên nhân vì sao ạ? Tôi cho rằng có hai cái mà cần phải bàn cãi để cho lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thấy. Cái thứ nhất, có chấp nhận căn hộ 20-30 mét vuông hay không? Bởi vì theo luật nhà ở thì căn hộ đó phải trên 45 mét vuông cho nhà ở thương mại. Còn riêng về nhà ở xã hội thì từ 30 mét vuông đã kéo xuống 25 mét vuông rồi. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng đầu tư nhà ở xã hội để được 25-30 mét vuông. Nhưng người ta lại muốn tham gia vào cái nhà thu nhập thấp. Thì tôi mới đặt câu hỏi tại sao người ta cũng làm nhà cho người thu nhập thấp thì bắt phải trên 45 mét vuông mà không cho phép người ta làm nhà thu nhập thấp với cái diện tích như là nhà ở xã hội là 25 mét vuông. Thứ nhì là rất nhiều người lấy lý do là sẽ là nén đô thị, là người nghèo tới ở đồng. Thì tôi cho rằng cái quan điểm này là hoàn toàn sai lầm nữa. Bởi vì thứ nhất, nhà ở xã hội không thể nào ở trung tâm thành phố, không thể nào ở các quận gần của thành phố, mà phải ở các quận xa. Nếu mà doanh nghiệp mà đầu tư những cái vùng xa vùng ven vậy thì người dân đang ở trọ ở quận trung tâm lại dời ra đó, tức là như vậy là một hình thức giãn dân ra ngoài. Vâng thưa ông, thì khi mà đi thăm mô hình nhà xã hội á, thì đồng chí Bí thư Đinh La Thăng cũng đặt ra một câu hỏi là thành phố Hồ Chí Minh có làm được nhà ở 100 triệu hay không? Vậy thì theo ông câu hỏi thì sẽ trả lời như thế nào ạ? Cái 100 triệu đó là một con số có tính cách hướng dẫn, không cứng nhắc. Bởi vì nhà đó là cái nhà rẻ nhất của Bình Dương cách đây 5 năm rồi. Và điều kiện Bình Dương nó hoàn toàn khác với ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn qua thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có quả đấm BKM không? Không. Chúng ta có một sự nhất trí của chính quyền từ cấp trên cấp dưới không? Tôi thấy chưa chắc. Và chúng ta không có một cái quỹ đất nào nhiều như là ở Bình Dương. Do đó không thể làm nhà 100 triệu, nhưng chúng ta có thể làm nhà 200-300 triệu. Và tôi nghĩ rằng tôi có thể hiến kế được. Muốn làm nhà 200-300 triệu thì phải cần có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chính quyền, yếu tố thứ nhì là doanh nghiệp. Trong đó yếu tố của chính quyền là có yếu tố quyết định
đến 70% sự thành bại. Và chính quyền phải làm như thế nào? Thì tôi nói là có hai cái vấn đề. Thứ nhất, chấp nhận mô hình nhà 25m². Thứ nhì, cho doanh nghiệp người ta đầu tư ở những vị trí nào mà doanh nghiệp người ta có khả năng người ta đầu tư. Chúng ta cũng không nên khống chế chỉ định này rằng doanh nghiệp chỉ đầu tư ở khu vực A và đầu tư khu vực B như một vài người đã nói. Và nhà nước cũng phải duyệt chúng tôi những cái chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như là chỉ tiêu của nhà xã hội. Thí dụ là cho chúng tôi mật độ xây dựng cao hơn, cho chúng tôi hệ số sử dụng đất, tức là diện tích tầng được nhiều hơn. Rồi thành phố có thể giảm một miễn một phần nào tiền sử dụng đất chúng tôi. Thành phố có thể hỗ trợ chúng tôi bằng cách là đầu tư hạ tầng đường xá vào chúng tôi. Rồi những công ty cấp điện, cấp nước phải đầu tư những hạ tầng điện nước đó, chứ không phải để doanh nghiệp chúng tôi đầu tư. Thì nếu mà được những hỗ trợ như vậy thì doanh nghiệp chúng tôi là người quyết định 30% còn lại. Chúng tôi đủ điều kiện, đủ sức, đủ tài để biết cái mô hình như thế nào, nhà nó vẽ có lửng, không có lửng, cách làm như thế nào, rồi thiết kế, thi công nào để làm sao nhà giá rẻ. Vâng thưa ông, vậy thì nếu như từ bây giờ thành phố Hồ Chí Minh bắt tay vào làm, cả vì cố gắng của chính quyền và cả vì sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, thì ông tin tưởng là bao lâu nữa thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mô hình nhà ở xã hội mà tương tự như Bình Dương ạ? Tôi cho rằng quyết định là 70% là thành phố. Nếu thành phố có lãnh đạo cao nhất quyết tâm như vậy, nếu thành phố có những lãnh đạo cấp dưới hơn cấp sở mà chấp hành lệnh của ông Đinh La Thăng vì cái sự nghiệp xây dựng, vì sự nghiệp nhà ở cho người nghèo, thì tôi nghĩ rằng chỉ cần một cái lệnh đó thôi, 2-3 tháng sau có thể bắt đầu khởi công được một số nơi nữa. Bởi vì có rất nhiều dự án đã có rồi, nhưng mà người ta vẫn làm nhà cao giá, vẫn làm nhà có diện tích lớn. Bây giờ nếu một phát lệnh chính thức của ủy ban nhân phố ra lệnh khuyến khích như vậy, thì tôi nghĩ là 3 tháng sau có thể khởi công một số công trình làm nhà, thì khoảng 2 năm sau là người dân có những ngôi nhà đầu tiên 30 mét với giá 200-300 triệu đồng. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Với những phân tích của khách mời trong cuộc trò chuyện vừa rồi, có thể thấy nhà ở xã hội không phải là vấn đề quá khó với thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để thực hiện được cần phải có sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố và sự chung tay của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Và nếu như trong thời gian tới thành phố Hồ Chí Minh triển khai dự án này thì vấn đề nhà ở, đặc biệt là với người lao động, người có thu nhập thấp không còn là quá xa vời, người dân sẽ phấn khởi hơn với sự đồng hành của thành phố. Vừa rồi là câu chuyện buổi sáng, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua thông tin về các sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 2. Ngày hôm nay, cẩm nang tuyển sinh đại học cao đẳng 2017 do báo Tuổi Trẻ và nhà xuất bản Trẻ liên kết ấn hành sẽ ra mắt. Với chủ đề chọn nghề nào để khởi nghiệp, cẩm nang định hướng cho các bạn trẻ nắm bắt được những kỹ năng cần thiết nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp và chọn ngành. Ngoài ra, còn cung cấp các nội dung liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia cũng như cập nhật đầy đủ thông tin về quy chế tuyển sinh mới nhất của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đến những thông tin về toàn cảnh chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, quy định đăng ký xét tuyển. Ngày hôm nay, hàng nghìn thanh niên tại các địa phương trên địa bàn quân khu 1 gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang và Bắc Cạn tiếp tục lên đường nhập ngũ với tinh thần khẩn trương, trang trọng, tiết kiệm và đúng nghi thức. Lễ giao nhận quân năm 2017 cũng tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa phương khác trên cả nước. Trong ngày hôm qua và ngày hôm nay, 87 huyện, thành thị của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2017. Từ ngày hôm nay, Nghị định 167/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế có hiệu lực. Nghị định quy định cụ thể đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế, trong đó người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế đặt tại khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng quốc tế ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, không được mua hàng miễn thuế sau khi đã ra khỏi khu vực hạn chế tại cảng hàng không dân dụng quốc tế. Ngày hôm nay, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Y tế Gia Việt phải hoàn thành việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành và báo cáo về Cục Quản lý Dược. Hai sản phẩm này là Veracare DB, dung dịch tắm khô và sản phẩm mỹ phẩm Veracare DB, dung dịch dầu gội khô. Lý do của việc đình chỉ là do các sản phẩm này lưu thông ghi tên và thành phẩm công thức sản phẩm trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.
Trong quá trình yêu nhau, các cặp đôi thường gặp phải nhiều mâu thuẫn và vấn đề về cả mặt tâm sinh lý. Một trong những vấn đề tâm lý thường gặp chính là rối loạn tâm lý tình dục, vốn là tình trạng không có hưng phấn hoặc là đạt được khoái cảm trong tình dục do hậu quả của tâm lý căng thẳng, lo âu hoặc có tiền sử bị lạm dụng hay là có cảm giác tiêu cực về tình dục. Cho nên một tin vui đối với nhiều cặp đôi và thậm chí là cả các cặp vợ chồng đã chung sống lâu năm khi các nhà khoa học đến từ Học viện Hoàng gia London của Anh công bố nghiên cứu mới vào đúng dịp Valentine về việc phát hiện ra hormone kisspeptin có khả năng chữa chứng rối loạn tâm lý tình dục. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm trên 29 người đàn ông trẻ tuổi được tiêm kisspeptin và giả dược để đối chiếu. Sau đó, những người tham gia được cho xem loạt hình ảnh có và không có hành vi gợi ham muốn tình dục trong lúc các nhà khoa học khảo sát hoạt động não của họ bằng phương pháp chụp ảnh cộng hưởng từ chức năng MRI. Nếu như Viagra có tác dụng trong việc làm giãn mạch, khiến máu dồn xuống các bộ phận sinh dục, thì kisspeptin chứng minh được hiệu quả của nó trong lĩnh vực tâm lý khi khơi gợi những cảm xúc và phản ứng liên quan đến tình dục. Bởi những đối tượng được tiêm hormone kisspeptin và xem hình ảnh gợi ham muốn, thì vùng não vốn liên quan đến sự hưng phấn tình dục và tình yêu lãng mạn sẽ được kích hoạt. Kisspeptin, còn được gọi là metastin, là một hormone do vùng dưới đồi sản sinh. Kisspeptin thúc đẩy sự tiết hormone kích thích thể vàng LH và hormone kích thích nang trứng FSH, vốn là hai hormone dẫn tới sự sản sinh hormone testosterone và một dạng hormone estrogen có tên gọi là estradiol. Đây được xem là liệu pháp hiệu quả để chữa chứng rối loạn tâm lý tình dục, còn gọi là tình trạng không hưng phấn tình dục do căng thẳng, lo âu, trầm cảm. Thưa quý vị, mỗi năm, hàng ngàn người trên thế giới phải mang các di chứng liệt hoàn toàn hoặc là một phần cơ thể do chấn thương tủy sống. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có liệu pháp y học đặc trị, nhưng đây quả là tin vui cho người bị liệt cũng như là gia đình của họ. Khi mà mới đây, các nhà khoa học Thụy Sĩ tuyên bố mới chế tạo thành công một bộ xương ngoài siêu nhẹ giúp những người bị liệt có thể đi lại được. Silke Pan vốn là một diễn viên siếc nổi tiếng và đang ở đỉnh cao nghề nghiệp ở tuổi 34. Tuy nhiên, do gặp phải tai nạn lúc biểu diễn đu dây vào 10 năm trước mà cô gần như phải trói buộc cuộc đời mình với chiếc xe lăn. Nhưng hiện tại, cuộc đời cô mở ra một trang mới nhờ bộ xương bên ngoài có tên là Twice này. Nhờ thiết bị này, tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết và có chút gì đó không thể tin được khi có thể đi lại một lần nữa. Bộ xương này được chế tạo và phát triển bởi các nhà khoa học đến từ trường Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne của Thụy Sĩ với trọng lượng chỉ 14 kg. Bộ xương ngoài làm bằng vật liệu composite này cho phép người bị liệt có thể đi bộ hay leo cầu thang cũng như chuyển chế độ sao cho phù hợp thông qua nút ấn trên tay cầm. Nhờ có hai động cơ điện tại bộ xương ngoài mà đôi chân của người bị liệt có thể gập lại thông qua sự mở rộng của hông và các khớp đầu gối. Ngoài ra, nhờ chạy bằng pin nên người dùng chỉ cần sạc nửa tiếng là có thể thoải mái sử dụng thiết bị này cho cả ngày. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để khiến bộ xương ngoài này nhẹ và có nhiều chức năng tiện lợi hơn nữa. Các nhà nghiên cứu cho biết họ đang tiếp tục tiến hành nghiên cứu để cải thiện và nâng cao bộ xương ngoài này. Ngoài ra, họ cũng tiết lộ sẽ thương mại hóa nó vào một ngày không xa để thiết bị này có thể sớm đến với tay của những người bị liệt. Guatemala City được xếp hạng là một trong số 26 thành phố nguy hiểm nhất thế giới, bởi tính trung bình cứ 90 phút trôi qua lại có một người bị sát hại vì bạo lực. Tình trạng bạo lực đang diễn ra tràn lan ở đất nước này. Cùng với đó, tình trạng buôn bán vũ khí, ma túy cũng đang ở mức báo động cao. Cho nên không có gì là khó hiểu khi có một thực trạng phổ biến là thanh thiếu niên của đất nước nguy hiểm thứ 8 trên thế giới này lại thường bị bạn bè xấu lôi kéo rủ rê vào các băng đảng ngay khi các em còn nhỏ tuổi. Tại các khu phố bạo lực nhất thành phố Guatemala City, nhằm giúp các trẻ em đến từ các gia đình nghèo và có thu nhập thấp có một tương lai tốt đẹp hơn, công ty Grand đã có sáng kiến tái chế, mà cụ thể là thu thập lại các chai nhựa đã qua sử dụng và đem về tái chế thành các chai lọ mới. Điểm đặc biệt là công ty chỉ thu nhận các thanh thiếu niên đến từ các gia đình nghèo. Mục tiêu của chúng tôi là nhằm giúp thanh thiếu niên nơi đây có thêm thu nhập đem về cho gia đình. Nhờ đó, chúng có thể tiếp tục học tập và tương lai sẽ trở nên tươi sáng hơn khi có bằng cấp. Anh Aaron, giám đốc công ty Grand cũng chia sẻ sẽ tiếp tục thu nhận thêm nhiều thanh thiếu niên và hy vọng nhận được những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ càng nhiều các bạn trẻ Guatemala càng tốt.
Thưa quý vị và các bạn, ở tại Ấn Độ thì có đến 1 tỷ người sở hữu điện thoại di động, tuy nhiên lại có tới 626 triệu người không được tiếp cận với nhà vệ sinh. Câu chuyện nhà vệ sinh tới nay vẫn là một chủ đề khó giải quyết ở nền kinh tế thứ 6 thế giới. Trước vấn đề này thì một số thầy tế, những người đóng vai trò rất quan trọng trong các lễ cưới ở Ấn Độ đã tuyên bố là sẽ không đứng ra làm chủ hôn cho các cặp đôi nếu họ không chứng minh được rằng gia đình họ sở hữu một chiếc nhà vệ sinh. Hơn 1.200 thầy tế ở huyện Mewat, bang miền Nam Ấn Độ, Haryana cho biết các cặp đôi sẽ phải xin giấy chứng nhận của các trưởng làng nơi họ sống để xác nhận rằng trong nhà họ có nhà vệ sinh. Khi có giấy chứng nhận này, các thầy tế ở huyện mới đứng ra tổ chức đám cưới cho các cặp đôi. Chúng tôi đã quyết định rằng nếu cô dâu hoặc chú rể không sở hữu một toilet hoặc không có nhà tắm hay chỗ đi tiểu tiện hợp vệ sinh, chúng tôi sẽ không đọc lời tuyên bố ở đám cưới của họ. Các thầy tế tin rằng việc làm này của mình sẽ giúp làm giảm tỷ lệ tội phạm tấn công phụ nữ. Nhà vệ sinh là một thứ hết sức thiết yếu đối với toàn bộ người dân. Bạn biết đấy, sẽ rất nguy hiểm nếu phụ nữ đi vệ sinh ở ngoài trời. Và chính bởi thiếu nhà vệ sinh, các vụ tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ vẫn tăng lên. Ngay cả Thủ tướng Modi cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Được biết, rất nhiều phụ nữ ở nông thôn Ấn Độ phải đi bộ rất xa nhà thì mới tiếp cận được với các khu nhà vệ sinh. Điều này khiến họ gặp nguy hiểm và dễ bị tấn công tình dục. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hơn một nửa dân số Ấn Độ đi tiểu tiện ở ngoài trời, khiến người dân nước này đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh như tiêu chảy, tả, kiết lỵ, viêm gan A và thương hàn. Vào ngày 7 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành thành luật việc phi hình sự hóa những vụ bạo hành gia đình mà chuyển sang những biện pháp xử phạt hành chính. Tuy nhiên, dự luật này thì lại gây ra nhiều tranh cãi khi mà nhận được cả những ý kiến ủng hộ và phản hồi. Trong một nỗ lực nhằm giảm thiểu những nỗi đau từ các vụ bạo hành gia đình, một người sĩ xăm mình tại Nga đã quyết định cung cấp miễn phí dịch vụ xăm mình cho các nạn nhân này. Lấy cảm hứng từ một người nghệ sĩ xăm mình người Brazil, cô Yevgenia Jaka đã đăng quảng cáo trên mạng xã hội về việc sẽ giúp các nạn nhân của bạo hành gia đình che các vết sẹo đến từ những vụ bạo hành gia đình. Các cô gái thường chọn hình hoa ly, hoa anh đào và những chú bướm. Điều này phản ánh cho sự tái sinh và niềm hy vọng của những người đã chịu nhiều tổn thương do những xung đột đến từ trong gia đình. Họ cho rằng xăm mình biểu thị trong một giai đoạn mới trong cuộc đời và khiến các cô cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn cho cuộc sống. Một nạn nhân của vụ bạo hành gia đình cho biết, dịch vụ xăm mình miễn phí này thực sự là một nguồn hỗ trợ tinh thần rất lớn đối với cô, khi không chỉ che giấu đi những vết thương xấu xí, mà những cuộc trò chuyện tâm tình còn giúp cô phần nào quên đi những kỷ niệm tồi tệ và trở nên lạc quan hơn. Được biết, cho đến nay, dịch vụ xăm mình miễn phí của cô Yevgenia đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nạn nhân các vụ bạo hành, mà chủ yếu là phái nữ. Hiện cô đã cung cấp dịch vụ cho tới hơn 200 người và vẫn còn tới 500 người đang nằm trong danh sách chờ đợi. Một cô gái người Australia mắc hội chứng Down đã vượt khó thành công để trở thành một người mẫu thời trang. Người mẫu đặc biệt này thậm chí là còn gây ấn tượng khi cho ra mắt nhãn hàng thời trang của riêng mình tại tuần lễ thời trang New York danh giá. Đây là lần thứ hai trong lịch sử một người mẫu Down có cơ hội trình diễn tại một show diễn thời trang lớn và tầm cỡ đến như vậy. Madeline Stewart sinh ra và lớn lên từ Brisbane, Australia. Dù mắc hội chứng đau bẩm sinh, nhưng cô đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Năm nay, trong trang phục mình tự thiết kế, Madeline hy vọng cô có thể phát triển thương hiệu quần áo riêng của chính mình. Cuối cùng thì con gái tôi đã đạt được ước nguyện. Nó biết nó muốn điều gì. Và đây không phải là điều dễ dàng đối với người mắc bệnh đau. Dù cho Madeline bị mắc hội chứng đau, nhưng tôi vẫn rất tự hào về những gì cháu làm được. Sau khi được xuất hiện trong tuần lễ thời trang New York 2015, Madeline đã được tham dự nhiều sự kiện thời trang khác. Mới đây, cô đã nhận được hai hợp đồng quảng cáo với thương hiệu đồ tập thể thao Manifesta và thương hiệu túi sách và phụ kiện thân thiện với môi trường Evermaya. Không chỉ mời Madeline tham gia vào chiến dịch quảng cáo, Evermaya còn tạo ra dòng túi sách mang tên cô và chiếc túi mang tên The Madeline vừa chính thức lên kệ vào ngày 15 tháng 8. Điều tuyệt vời hơn cả là 5% lợi nhuận từ mỗi chiếc túi bán ra sẽ được quyên góp cho tổ chức hội chứng đau quốc gia. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi.
Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.